Australia để đối đầu với Nam Phi kia. Thì ở những phút đầu này, Sven Gren cần phải làm rất nhiều thứ để chống lại cái sức ép mà Chelsea có thể gây ra. Thực ra thì Italia ban nãy chúng ta nhìn thấy được cái tỷ lệ chọn của đội này khá là thấp, 4 trên tổng số 41 trận đấu, nhưng tỷ lệ thắng thì khá là cao, vì 3 trận đấu trước thì có 2 ván thắng và 1 ván thất bại. Tuy nhiên, mặc dù là Italia bị giảm sức mạnh khá là nhiều, nhưng tôi nghĩ là nếu như mà bạn tự tin thì bạn cứ sử dụng thôi, cũng chẳng phải là có vấn đề gì. Khi mà bạn đã chọn cái vị tướng mà mình thích rồi, đặc biệt là đối với Na Italia rất dễ apply những cái tình huống mà đối phương tung cái boomerang đó của mình, chỉ cần đâm kiếm và những lưới thấp máu cứ bay qua bay lại rất là ảo diệu. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu Spy có làm nên một cơn địa chấn nữa hay không, khi mà fan hâm mộ cũng đang chờ, kiểu như là ngồi chờ tới trận đấu bắt đầu, mà tới khi mà camera liên đến mình không chiếu mình thì mới bắt đầu cổ vũ, chút tiết kiệm cho không muốn cổ vũ sớm. Và bây giờ thì cái âm thanh cổ vũ nó cũng đã báo hiệu trận đấu giữa TSM và Sly đã chính thức bắt đầu. Trận đấu giữa hai khu vực gọi là có một cái mối liên hệ khá là sâu với nhau, đó là Bắc Mỹ cũng như là châu Âu rồi. Cùng là LCS đúng. Đúng, một trận đấu khá là bản lề. Và nó cũng là trận đấu, nói là những trận đấu tiếp theo đây của Spy là những trận đấu danh dự của khu vực châu Âu, khi mà họ đã mất đi một đại diện được đánh giá là cao nhất, đó là Zichu rồi. Thì bây giờ Spy trước đó là 0-3, nếu như ngày hôm nay mà họ có thể thắng được 3-0, cơ hội đi tiếp vẫn còn. Đúng là tôi nghĩ rằng hơi khó, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một phép màu xảy ra, bởi vì chung kết thế giới đã có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra rồi. Và một tình huống kiểm tra bụi của Kobe, nhìn qua về điểm then chốt thì không có gì lạ ở thời điểm này. Và Pesen quyết định sử dụng cái chỉ thần sấm để tăng thêm khả năng dùng sát thương ở giai đoạn giữa trận mà thôi. Vị trí của Mikis thì anh ta may, nhưng mà nó là cái phong ngô chú phúc nên... Chứ vậy là phần nào đó, nói chung là hướng, đúng là đội hình của Spy đang hướng về giai đoạn cuối trận. Cuối trận, đúng vậy. Chứ nếu như mà thật sự nếu như bạn muốn đánh nhanh, thắng nhanh, thì Kama tốt nhất là mang chỉ thần sấm, vì những giai đoạn đầu trận một cú quy vào nó tích 2 điểm cộng thêm đồ đánh thường nữa, thì nó sẽ rất là dễ dịch chỉ thần sấm các thành viên bên phía TSM, đặc biệt là vị trí double leap, một xạ thủ rất thiếu độ cơ động. Tuy nhiên bây giờ có một sự khác biệt, đó là TSM hai người double leap cộng với Bifrost, họ bắt đầu khởi động bằng việc là ăn cho mình hai con người đá. Khi mà Copy cùng với Mikis đã di chuyển ở khu vực đường rồi, như vậy là ít nhất sẽ lời hơn đó kinh nghiệm cũng như là một lượng tiền. Đúng là cái khả năng kiểm soát đường của cặp đôi Ezreal và Kamara rõ ràng nó cực kỳ tốt luôn. Thì để xem WLIP và Bifrost né được một tình huống để tiếp tay tái đó khá tốt, và đã có cấp 2 rồi. Nhưng chỉ mọi vị trí WLIP có cấp 2 thôi, Bifrost anh ta mới chỉ cấp 1, và lượng chống chịu thật ra là cũng không nhiều lắm. Cứ trúng quy liên tục như vậy, mất hơn một nửa lượng máu. Anh ta có khi cổ vật như đợt lính này nó vẫn đang ở khá là xa. Và nếu như cứ để lính nó gần khu vực trụ như vậy, kiểm soát không tốt thì lính có thể tiến vào trụ. Và với Jin đồng ý là có sự hỗ trợ của Drum, nhưng ăn lính chắc chắn là không thể nào dễ dàng. Wonder vừa có tình huống né cả hai chiêu thức của Hunter rất nhẹ nhàng thôi. Thì anh ta đẩy một đợt lính cũng tương đối lên, và khiến cho phần đó cái sức ép ở khu vực đường trên nó sẽ, tôi nghĩ rằng, tăng lên. Nếu như Honza anh ta bị kiểm soát ở khu vực đường trên như thế này thì buộc cho Sven Gren phải di chuyển lên, và từ đó cái điểm yếu, cái điểm tôi nghĩ rằng TSM có một điểm yếu, đó là nếu như double leap anh ta thi đấu một cách quá hưng phấn nó cũng sẽ không tốt, bởi vì anh ta sẽ có những tình huống băng lên rất thiếu quyết đoán. Đúng, và rõ ràng là Spy họ biết là cái điểm yếu, không thể gọi là điểm yếu mà là cái đường bất ổn định nhất của bên phía TSM, đó là khu vực đường dưới. Và họ có một vị tướng có thể đi được một mình, đó là Ezreal. Nếu như bây giờ có thể dụ được Sven Gren tập trung lên khu vực đường trên và để họ ở khu vực đường giữa, Mikis hoàn toàn có thể đảo đường đi găng hộ đồng đội của mình, tiến ra và gây áp lực vào vị trí của Binsen, khi mà có thể nhận thấy rằng xạ thủ của anh ta là Ezreal có thể đi được một mình. Bởi vì thật ra thì trước cấp độ 6, Jin cộng với Brom không có khả năng cao trong việc tấn công mà có thể đe dọa tính mạng của vị trí Copy.
Và với việc cái tình huống đẩy lên như vậy thì tôi có cảm giác rằng Jesse anh ta hơi bị lo lắng quá cho Wonder khu vực trên. Nhưng cũng đúng thôi, bởi vì một Irelia giai đoạn đầu thì bạn rất cần sự bảo bọc của những người đồng đội, đặc biệt là người đi rừng của mình. Bây giờ thì anh ta dọn xong, chính xác là Jesse dọn xong mạng rừng phía trên rồi. Đây là những bước di chuyển tôi nghĩ rằng sẽ có đánh nhau. Anh ta vẫn chưa về nhà. Sven cái này đứng lên trúng một tình huống kén nhà lao vào, đó là Jesse đánh đu lên vẫn tiếp cận được tốc biến đi nhưng vẫn bị bùa đỏ làm chậm. Nhưng ở góc bên này đó là các thành viên của phía TSM tiếp cận Jesse có chiến công đầu nhưng anh ta cũng sẽ phải nằm xuống vì Jesse là người dứt điểm. Sự hỗ trợ không kịp thời đến từ những người đồng đội thì đã khiến cho Jesse phải để lại cái mạng của mình. Nhưng chiến công đầu tôi nghĩ là đã là đủ rồi, đã là đủ cho những điều bất ngờ sắp tới nè. Anh ta có được một chiến công đầu, tuy nhiên thì TSM cái mạng hạ gục đó nó có được 2 điểm hỗ trợ nên cái lượng vàng như cả hai đội tuyển nó gần như là ngang nhau. Và bởi vì vừa rồi TSM bộ đôi của họ dâng cao lên khiến cho vị trí Coffee cộng với Mekis chúng ta xem lại không di chuyển ra kịp khi mà vị trí của Jesse đang đứng ở giữa khu vực sông. Chúng thấy rằng cái cảm quan địa chấn nó vừa mới hiện ra thôi thì Jesse anh ta đã tung ra được một cái kén nhện rồi, nó khiến cho Sven cực kỳ bất ngờ trong cái pha này. Và sau đó là Pyrofort cộng với cả Doublelift tới thì rõ ràng hơi khó cho Jesse để có thể lui, bởi vì anh ta đã tung ra cái cú tốc biến trước đó để dứt điểm được vị trí của Sven. Và sau khi về nhà, Jesse ngay lập tức đóng cho mình một cái dãy cơ động, bởi vì anh ta biết bản chất của đội hình mình như thế nào. Ở giai đoạn đầu, rất yêu ớt, anh ta cần phải làm một người kiểu như bảo mẫu để chăm lo cho những đồng đội của mình ở giai đoạn đầu này. Và dãy cơ động tôi nghĩ rằng một cái trang bị rất hợp lý để nhưng kiểm soát. Là hai người của TSM cấp độ 6 đánh đu lên, có bùng nổ sức mạnh, có quét tan kẻ yếu mà chắc chắn là sẽ phải nằm xuống thêm một lần nữa. Và có vẻ như là bên phía TSM họ đã đi trước rồi, đi trước một bước rồi, họ hoàn toàn nắm được điều mà tôi vừa mới nói. Đó là Jesse anh ta sẽ đảo quanh, kiểm soát và gây áp lực. Thì họ không đánh vào các đường nữa, bây giờ họ đánh thẳng vào vị trí của Jesse luôn. Đúng, họ nhận thấy rằng vị trí của Jesse là mối đe dọa. Và thật ra thì cũng dễ thôi, Sven Garen mới bây giờ cho anh ta chọn muốn xâm lăng khu vực rừng phía bùa đỏ, bùa xanh thì chắc chắn phải chọn khu vực bùa đỏ khi gần đó là có các bạn chim biến dị. Nếu trừng phạt được thì lấy được cái bùa lợi nhạy cảm. Và may mắn hơn nữa là bắt được cả vị trí của Jesse luôn. Đó, chúng ta thấy rằng mắt được rải ra 3 con mắt, 2 con mắt xanh, 1 con mắt tím cắm ở xung quanh khu vực bùa đỏ, cái mạng trên đó chắc chắn sẽ kiểm soát được phần nào đó cái hướng di chuyển của Jesse. Và họ đã phát hiện ra, họ vừa mới biết rằng Jesse cũng cắm những con mắt ở gần khu vực bùa đỏ của chính mình. Nếu họ có thể zone Jesse xuống khu vực phía bùa đỏ và để dễ kiểm soát vị trí này hơn, bởi vì họ e ngại những cái tình huống nếu như mà Elite di chuyển lên khu vực đường trên. Hauser anh ta đang thua khá là nhiều cho sở lính, nếu như có một lần nằm xuống nữa thì xem như TSM sẽ mất lên khu vực đường trên, nên họ muốn tập trung hướng tấn công sang mạng đường giữa cũng như là đường dưới, bởi vì đây là những khu vực khi mà đặc biệt là cặp đôi của họ Doublelift và Bifrost có cấp độ 6 thì rất dễ để tấn công và hạ gục đối phương. Khu vực đường trên đúng là cái việc thua chỉ số lính nó hơi khó hiểu một tí. Như chúng ta thấy thì Gana luôn là so với Irene thì có lẽ là kẹo trơn đúng không? Chúng ta đều nhận định như vậy. Có vẻ như là cái kỹ năng né của Wonder nó ở những cấp đầu nó khá tốt. Đợt lính thì đang được đẩy lên, anh ta có khoảng thời gian để di chuyển ra cắm mắt. Đây, phá được một con mắt tím là đã là một tí lợi thế rồi. Thật ra thì nếu như mà vị trí của Hauser anh ta bị mất ổn định tâm lý trong cái việc thấy đối phương né kỹ năng mình quá nhiều, cố gắng không kỹ năng ra, chúng ta sẽ rất khó trong việc kiểm soát nộ. Anh ta cứ chúng ta nhìn thấy ở dạng na khổng lồ thì lính nó ở phía bên trên, nhưng khi mà chuyển về dạng na tí này thì lính nó tràn vào trụ và mất rất nhiều máu để có thể ăn lính. Và bây giờ cần sự hỗ trợ của BSN, có quét tan kiểu làm trụ thì sẽ có hắn mạng, nhưng vừa rồi tốc biến né được. Wonder còn tốc biến cho nên việc di chuyển này của BSN tôi nghĩ rằng hơi bất lợi cho, tôi nghĩ là không tốt lắm đâu, tại vì cái đợt lính thì Senkết có khoảng thời gian trống để có thể đẩy lính và nó về vẫn xử lý lính được thì là tốt, nếu không ăn được đợt này thì là không tốt. Người anh ta
anh ta bớt một cái tốc hành để anh ta rút ngắn khoảng thời gian di chuyển lên đường trên, mà anh ta đổi một cái tốc biến của Wonder, thậm chí là bây giờ chạy ra đường giữa vẫn bắt kịp chị Selim, thậm chí là còn đáng hơn. Nét vẽ vừa rồi nó trúng vào Wicked nhưng khả năng tiếp cận thì không có, và họ đơn giản chỉ khiến cho Mikis một tình huống tiến mà mắt không thành công. Cái lý do mà tôi nhận định nó không được ổn cho lắm đó là Wonder anh ta mất đi tốc biến, nhưng cái vấn đề nãy giờ xoay quanh đội hình của Spy đó là Jesse sẽ hỗ trợ cho Wonder ở khu vực đường trên rất nhiều. Chắc chắn là ở khu vực đường dưới này, Kobe và Mikis không ngại gì cặp đôi W và Bifrost cả, họ có thể trao đổi chiêu thức một cách sòng phẳng. Cho nên là chỉ có thể khu vực đường giữa và đường trên của Spy sẽ được hướng tới mà thôi. Cả hai đội tuyển ở khu vực đường dưới đều muốn có một giai đoạn đi đường an toàn, bởi vì họ đều mua cho mình những cái lưỡi hái. Những cái trang bị này thì cần một khoảng thời gian khá là dài để có thể tích đủ 100 điểm để thể mang thêm lượng tiền nhiều cho bạn. Nhưng đến bây giờ, chúng ta cũng thấy sau cái tình huống mà bị đối phương xâm lăng đường, Jesse anh ta có vẻ là không muốn đi gần nên là cảm giác chỉ đi farm thôi. Nhưng mà rõ ràng mình nhìn thấy ở khu vực rừng bạn đang thua đối phương 20 chỉ số quái vật rừng, là một con số cực kỳ lớn ở phút thứ 10 này. Nó tạo cho Sven Garen cũng như là BZC một khoảng trống cứ đảo đi liên tục thôi. Chúng ta nhìn thấy này. Đây, chính xác là cái tình huống tiếp theo này sẽ thể hiện xem là bây giờ Wonder anh ta hết tốc biến, bị hất vào tường, bị lập choáng, có ý lực, có e vào, và Sven Garen là người dứt điểm. Và đúng là một phần tôi nghĩ rằng Jesse anh ta đã không kịp hỗ trợ những người đội của mình. Có lẽ là nó chứng minh rằng cái tình huống trước đó của Besen là tốt, và Jesse đã không thể nào thực hiện được cái ý đồ của mình. Thậm chí là anh ta mất luôn một cái bẫy bốn con chim vừa rồi, đặc biệt là cái con chim lớn. Vừa rồi anh ta 33 chỉ số lính, sau khi ăn thêm được 3 chỉ số lính nữa thì lại mất thêm một bẫy quái rừng. Và cứ đồng ý là Alice là một cái tướng phải không cần cấp độ lắm, bởi vì cái chiêu cuối của Alice nó không có giúp cho vị tướng này tăng tiến sức mạnh quá nhiều. Nhưng bạn như bạn có thể làm cấp độ 8, cái lượng tiền của bạn đầu tư một khoản vào vài cơ động, tức là những cái trang bị lớn tăng sát thương hoặc là tăng lượng chống chịu, nó sẽ bị lên chậm hơn. Và thậm chí là cái vài cơ động, rõ ràng cái độ ngay cái khoảng thời điểm mà anh ta vừa mua vài cơ động trước đó, anh ta bước vào khu vực bùa đỏ, anh ta bị găng một lần. Cho đến bây giờ cái vài cơ động, cái công tác dụng duy nhất của nó mang lại đó là nó giúp cho vị trí của Sven Garen, chính xác là vị trí của Jesse, di chuyển trong rừng ăn rừng nhanh hơn mà thôi. Tôi nghĩ là cái tình huống mà Jesse và anh Senka anh ta di chuyển xuống để bắt bộ đôi Devilip và Bifrost nó khá là dư thừa, bởi vì chúng ta thấy rằng họ chẳng làm được gì bộ đôi đó cả và mất rất nhiều thời gian, khiến cho Wonder, cái người lẽ ra cần phải được bảo bọc, thì lại không có được sự hỗ trợ cần thiết. 3-1 ở thời điểm hiện tại chứng tỏ rằng những bước di chuyển của TSM và kiểm soát tầm nhìn tốt hơn rất nhiều. Sân khấu tử thần được mở ra. Bây giờ họ muốn tấn công vào khu vực đường dưới. Mikis đang bị cô lập và anh ta tốc biến, bị kiệt sức và bị dồn rất nhiều thứ vào người của mình. Dồn sát thương rất từ tốn để có thể chia điểm hạ gục, và Doublelift là người được hưởng điểm hạ gục vừa rồi. Spy động thái tốt khi tận dụng khoảng thời gian trống tiến lên gây áp lực khu vực đường trên, đâm kiếm vào tấn công Hauser, kéo một nửa lượng máu của họ đang muốn dọn lính để có thể lấy được cái trụ này. Cái trụ thì vẫn còn khoảng máu khá là lớn. Senka ở đây di chuyển lên đây để đảm bảo rằng Honda không có cửa để thủ cái trụ thứ nhất khu vực đường trên này. Cái trụ đầu tiên đã có dành cho bên phía của Spy. Để xem 1.000 tiền nó vừa ngắn được và khoảng cách chỉ là 1.000 tiền thôi. TSM lại vừa lấy trụ thì nó tăng lên con số 2.000 rồi. Như vậy là trao đổi thật sự không lời. Vì nếu như vừa rồi TSM mà không lấy được cái trụ đường dưới thì bên phía Spy cũng có thể gỡ gạt lại được. Nhưng rõ ràng là họ mất đi một hỗ trợ, mất đi một cái trụ. Cái điều tốt nhất mà cái trụ vừa rồi bị phát hiện có thể nói đến đó là có bia tăng thể giữ lính ở khoảng cách sâu hơn và dễ farm hơn. Nhưng cái tác hại nó mang lại, tức là khoảng đường mà Spy có thể di chuyển trong khu vực hang động sẽ xa hơn so với TSM. Và rồng, cái hệ lụy khi mà bạn mất đường dưới đó là chính xác là cái trụ thứ nhất khu vực đường dưới thì rồng cũng sẽ theo đó mà ra đi thôi. Ở khu vực đường trên này, Honza anh ta bị thua rất nặng về chỉ số lính.
và Jesse có khoảng thiện trong để đảo đi. Đảo ra bằng kén nhờ. Vừa rồi nó không trúng BSL là tốc biến né được. Nhưng quay lại E thì cũng không trúng ngược lại vị trí của Jesse. Jesse anh ta rất hiểu cái quy luật cho và nhận. Khi mà tấn công đối phương tốc biến đi thì khi đối phương phản công thì mình vui vẻ trả lại cái tốc biến thôi. Không có quá nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề đó là Pesen, anh ta mất, anh ta là đường giữa thì... Vấn đề đây là Sengar chứ không phải là Pesen. Khi mà rõ ràng là TSM đi găng đầu tư hơn Spy rất nhiều. Nếu chúng ta thấy được khi mà cái trụ đường dưới chưa mất, bộ đôi của Double và Bifrost họ cứ đứng đó farm rồi. Họ chờ BSM và Spectre xuống hỗ trợ. Nhưng khi trụ đã mất rồi, xa thủ của hỗ trợ sẵn sàng di chuyển đến khu vực đường giữa. Thậm chí là vì Jesse anh ta không dám nhìn mặt trụ. Đứng tầm này là kinh nghiệm hết còn không được. Phải nói rằng những tình huống cái con mắt tím ở bụi sông phía dưới nó đảm bảo cho TSM không có lượng tầm nhìn của Spy, cho nên cái tình huống găng nó mới dễ dàng như vậy. Và 5-1 ở thời điểm hiện tại đây. Wow, BSM cũng kém nhận. Anh ta quét là kéo được, anh ta tung bùng nổ sức mạnh. Jesse đánh đu lên né thành công và anh ta là người dứt điểm và gỡ lại được một điểm hạ gục. Nhưng ở Wonder khu vực trên này, anh ta còn tóc biển. Hauser, Vengeren đang cố gắng tìm cách tiếp cận. Tuy nhiên thì đã hết rồi. Những cái tóc biến được bỏ ra để đảm bảo tính mạng cho các thành viên bên phía Spy. Nhưng trong tình huống trước đó thì Senkert ở khu vực đường giữa anh ta lại chưa kịp sử dụng cái tóc biến mình là đã lên bảng rồi. Anh ta bị chồng CC một cách liên tục, không kịp lặn hồ máu, không kịp tóc biến, không kịp làm bất cứ thứ gì cả. Còn cái tình huống này là Besen đấu súng 1-1 với Jesse và Besen, mỗi người đều làm choáng người kia. Nhưng rất tiếc là Jesse thì có đồng đội hỗ trợ phía sau lưng và một tình huống tập trung nhiều người hơn. Rồi bây giờ thì sân khấu tự thập đến từ bên phía của TSM làm chậm Jesse lại. Anh ta bị hất tung thêm một lần nữa, bị làm choáng tiếp tục bởi tuyết tê tái. Cú băng địa chấn rất tuyệt vời hất tung ba người. Besen đang cầm cầu lên, anh ta đang tiếp cận những bị kiệt sức tốc bên này. Đấm liếm gặp nguy hiểm và Spengeren dứt điểm được vị trí của Jesse. Nhưng TSM khá là thấp máu, khó bị chiếm xe kết xung chuyển cuối là wow. Máu anh ta dứt điểm được một thành viên đó là Bifrost, nhưng TSM vẫn còn lại ba người và tỷ số thời điểm hơn hiện tại là 7-4. Trụ đường giữa mới là những thứ mà Spy quan tâm ở thời điểm này, nhưng lính thì có vẻ hơi ít. Double anh ta rất tôi nghĩ rằng cái sân khấu tử thần nó mở ra là đúng, nhưng ở phía sau anh ta là gì thì anh ta lại không cảm nhận được. Và nó khiến cho cái thế công mạnh của TSM nó bị tạm thời ngưng lại. Và trụ đường giữa của bên phía TSM bị bào một nửa rồi, gần một nửa rồi. Spy phản công rất tốt những cái tình huống vừa rồi. Họ biết được cái đội hình có gen điểm yếu nó nằm ở cái việc khi mà xạ thủ này bật chiêu cuối trở thành một tiếng bất động. Đây, đây là tình huống mà giữ chân Jesse và cả cái băng địa chấn cực kỳ đẹp của Bifrost. Sau đó Double Leap anh ta bị tình huống dịch chuyển và cả sen kết dí phía sau như thế này thì chẳng có cái cách nào để TSM có thể giao tranh được cả. Họ đã thiếu đi nguồn sát thương cần thiết rồi, họ mất xạ thủ chứ chắc chắn là thiếu nguồn sát thương cần thiết. Mình giá như lúc đó bị Double Leap anh ta không đứng lại để bắn cái đúp, nếu mà anh ta đi luôn thì may ra gọi là may mắn là vì lúc đó không có tầm nhìn. Wonder sẽ không đủ tầm để có thể đâm kiếm vào và có lẽ Double Leap sẽ không phải nằm xuống những cái tình huống đó. Nhưng rõ ràng Spy vẫn làm rất tốt trong việc phản công vừa rồi. Và ít nhất thì bây giờ họ không thua sút đối phương quá nhiều tiền cũng như là điểm hạ gục. Trụ thì có thể là thua một trụ, nhưng Spy vẫn còn cơ hội để giành lên chiến thắng trong bán đấu này. Trên lý thuyết như vậy, Wonder anh ta với một điểm hạ gục, một lần phải nằm xuống và một mạng hỗ trợ thì gươm của vua hữu danh là trang bị thứ hai của anh ta khá tự tin. Vì anh ta hiểu rõ rằng, tôi nghĩ rằng hiểu rõ rằng Senkus và Jesse sẽ lao vào trước và hút đi chiêu cuối của Besen. Besen anh ta buộc phải phân vân giữa việc sử dụng chiêu cuối của mình lên ai. Và nếu như nó là Wonder thì chắc chắn rằng Senkus và cả Kobe sẽ rất thoải mái trong việc xả sát thương. Đúng cái kiểu lên trang bị thì làm tôi nhớ đến hồi tôi mới chơi liên minh kiểu Master Yi đợi bay vào vét. Chứ chắc chắn là với cái lối trang bị tăng học kiếm cộng với gươm vô vô danh sắp lên, nếu như Wonder mà lao vào mở giao tranh trước là chắc chắn sẽ bốc hơi ngay lập tức. Và anh ta đúng là như anh Quang nói là phải đợi. Tôi nghĩ phải đợi cho TSM, hoặc là TSM chủ động hoặc là đồng đội của anh ta có thế đẹp
thì mới bay vào. Khi mà với cái lượng trang bị này tiếp cận vào BSGen hoặc là Double Elite một mình anh ta thôi, khoảng 2 giây mấy 3 giây là đủ xử. Đây, chúng ta cũng có thể nghĩ theo một hướng khác, đó là Wonder anh ta muốn đặt nặng cái vấn đề solo đè ấy. Đường, đúng vậy, đi đường. Thì với hai trang bị gây sát thương này, anh ta sẽ làm, anh ta sẽ trao đổi chiêu thức với Honza rất là dễ dàng. Anh tư tăng với cái gương bị vùng vô danh đỏ. Nhưng ở khu vực đường trên này tôi đang thấy Wonder bị làm chậm người. Nét vẽ chết chóc cả kiệt sức luôn. Từ rất xa cái đúng rồi, nó phải nó vẽ chết chóc đúng rồi. À đúng rồi, tôi đó là khung giờ này làm cho anh bị mặc dù là tôi tỉnh nhưng mà một phần não bộ nó vẫn còn đang ngủ. Và ở đây vô một đôi sức mạnh tan vỡ ngay rồi cô ơi. Còn Jesse nào đó vị trí có bị anh ta bị tiếp cận. Jesse ở đây bị làm chậm bởi Spectrum và đó là đó một kill dành cho vị trí của BSN. Mikis bây giờ là người thứ ba gặp nguy hiểm, anh ta có linh giáp tăng tốc và sẽ có thể lùi về được. Cái việc mà BSN anh ta dứt điểm một ai đó với bộ combo của mình là điều mà đã nằm trong dự tính rồi, đó lại là Kobe. Thì cái trụ thứ hai của đường giữa này ai sẽ giữ cho bên phía Spy đây? Thật ra cũng không có gì khó hiểu lắm với một Syndra tham vượt thời gian phút thứ 20 mà trước đó là còn có 3 điểm hạ gục nữa, chắc chắn lượng trang bị của Thanos sẽ là rất nhiều. Bài đang cũng phải công người trở ra, xem kết bị hất tung lên và có dịch chuyển đến từ vị trí của Hauser để xem Na, hình như là Na khổng lồ hất Wonder vào làm choáng hai người và rất nhiều sát thương dồn vào bắt địa chấm tung ra. Bây giờ một lần nữa có điểm hạ gục thứ 5 cho mình. Và cái trụ kia nó vẫn còn đang đứng vững. Nhưng Spy thì rất mỏng manh để có thể phòng thủ nó. Jesse anh ta trúng một cú đấm, anh ta bị làm choáng, anh ta bị hất ra phía bên ngoài. Và đó là trụ thứ tư dành cho TSM. Senkos không còn nhiều máu lắm, anh ta buộc phải rút lui phía bên trong. Vâng, và tôi đang cảm thấy được sức nóng ở trên khán đài khi TSM liên tục được gọi tên. Và họ đang thực sự kiểm soát ván đấu này. 12-4, những pha giao tranh nhỏ lẻ hay là những pha tập trung lại nó đều được đầu tư tính toán kỹ đến từ TSM. Và đây là con rồng thứ hai của trận đấu, nó thuộc về phía TSM bởi vì không có bất kỳ ai của Spy ra đây để tranh cướp cả. Cái đội hình của Spy vừa là xếp hàng thẳng băng. Kiểu đó, Biofrost người ta vừa tung chung cuối đó. Ôi, tôi thấy là cái góc đó hai lần rồi. Hai lần đã có người phải nằm xuống đến từ những viên bi của cô nàng Syndra này. Copy cộng với Mikis cùng, đúng là cùng một góc. Không, trước đó thì Copy ban nãy thấy hình như là có dịch chuyển cổ họng qua được phía bên kia ngoài tường. Nhưng mà nói chung là cũng gần gần khu vực đó. Đây. Rất khó hiểu. Đây là cái tình tốc biến. Ồ, rất nhiều bi. Và có lẽ là một hành của 77 viên bi. Thật sự cái tình huống đó không phải là xử lý kỹ năng cá nhân quá tuyệt vời từ vị trí của Sen. Nó rất dễ dàng đúng không? Đúng. Tại vì đã mất trước. Đơn giản mình là cứ tạo bi, cứ quăng bi xong rồi cứ bắn bi. Bắn. Đó là lý do mà tại sao Syndra là một vị tướng mạnh ở khu đường giữa ở trong cái phiên bản 6.18 ở chung kết thế giới này. Chúng ta thấy rằng rất nhiều đội đã phải cấm đi Syndra. Còn đây là một tình huống mà Wonder người ta cố gắng lãng lách để thu hút sát thương. Và sen kết sau khi tung chiêu cuối, anh ta lặn hồ máu xuống để hồi phục lại. Hất tung liên tục, làm choáng liên tục. Và hai thành viên của bên phía Spy không thể chịu được lượng sát thương mà TSM có thể gây ra. Đây là tác hại của Irelia lên toàn bộ là sát thương chứ không có chống chịu. Một khi mà anh ta đã bị đối phương kiềm chân lại rồi, không có khả năng để có thể đào thoát được. Và Spy bây giờ cơ hội thất bại đang rất lớn. Wow. Gần 10.000 tiền trên lần. Và BSN vừa rồi biết là không đủ khả năng hạ gục đối phương, những cái biểu diễn sát thương của anh ta cứ quy Weaver, W Weaver cũng có thể kéo được gần nửa lượng máu của hành viên ở phía Spy, gây áp lực lên khu vực đường trên này. Đó là Jesse thế một lần nữa và anh ta không được chơi luôn. 5 lần phải nằm xuống rồi. Sengate ở đây đang cố gắng phòng hộ cái trụ này, có dịch chuyển xuống và TSM đang phải lùi ra. Wonder đang muốn đâm kiếm vào ai đó nhưng bây giờ đâm vào ai đây? Sengate có bị làm cho anh không này? Không bị làm choáng bởi nên mẹ chết chóc vì anh ta lặn hồ máu né sát thương được. Nhưng hầu giờ thì sắp có dạng Na khổng lồ và anh ta đang muốn tích nộ sân khấu tử thần làm chậm Spy lại.
Mikis rất ngấp ngẫu, nhưng Wonder là người được chọn bởi cú chiếu cuối vừa rồi của Bifrost và anh ta nằm xuống. Rất may mắn là vẫn có được một điểm tắc địa từ vị trí của Sven Gren, nhưng BTSM thì lại có double kill và đội hình của TSM họ lấy trụ 2 tiếp tục tràn vào trụ bảo vệ nhà lính ở khu vực đường trên. Và điều bất ngờ đã không xảy ra ván đấu này khi TSM họ đã rút được kinh nghiệm rất sương máu của Roger Nevergrup ở ván đấu trước 16 năm và vẫn chưa lấy được cái nhà lính ở khu vực đường trên, nhưng tôi nghĩ rằng đó đã là đủ dành cho TSM rồi. Nếu kiểu trận trước ngồi coi xong rồi nghiên cứu lý do tại sao Fly lại có một chiến thắng áp đảo như vậy và TSM không để điều gì xảy ra trên sân nhà của mình. Tôi nghĩ rằng cái việc chọn đội hình mạnh ở giữa game sẽ rất tốt ở phiên bản này, và họ đã làm như vậy. Khi mà có trước Syndra, chúng ta thấy là họ first pick Syndra luôn, không có gì phải nghĩ cả. Đây là những tình huống mà khi đối phương đã đứng chỉ có thể chạy thì chắc chắn rằng đội hình này tràn lên không còn có gì thể mạnh hơn nữa. Nói chung là đội hình của Spy họ mắc một cái điều đó là khi bạn đang ở kèo dưới, bạn không thể nào lên hoàn toàn sát thương được. Kobe ta bị giữ lại, anh ta bốc hơi ngay lập tức, không có chống chịu và đội hình của Spy cứ từng người mà bốc hơi. Jesse, Elite cũng lên đam ở giai đoạn đầu trận, và cả Wonder cũng vậy, bỏ một mình copy. Mặc dù là Ezreal cơ động thật, có dịch chuyển của phòng có tốc biến, nhưng cái gì đó cũng có cái giới hạn của nó thôi, không phải nào mà cứ bấm tốc biến để chạy mãi được. Tốc biến thì 5 phút nó mới hồn, lần dịch chuyển của phòng thì nó cũng có thời gian hồi chiêu. Bây giờ chấp luôn là URF, tôi nghĩ vị trí của copy anh ta cũng không đủ thời gian có thể hồi em mà nhảy liên tục trước cái sự đe dọa từ SM. Họ làm choáng, họ cứ chọc TC rất khó chịu để nhìn thấy được. Nếu mà chắc bộ từ xa đấy coi lại nhưng lập tức cái tình huống này là một tình huống W anh ta rất nhạy cảm trong cái pha bắn phải chết chóc của mình, đánh thường được một cái nha, đặc biệt là Sven Gren đánh thường được một cái trước đó, cho nên nó làm kích được hoạt được cái nội tại giữ chân. Và nói về bên phía của Spy thì tôi nghĩ rằng cái tư tưởng của họ là họ muốn kéo dài cái ván đấu này. Và thứ nhất là kéo dài ván đấu, Wonder sẽ lên sát thương để đi đường, còn những thành viên còn lại sẽ cố gắng bám trụ để thủ. Còn Jesse ở giai đoạn đầu ta lên về cơ động để kiểm soát bản đồ cũng như là hỗ trợ những người đồng đội của mình. Nhưng cả hai ý tưởng đó đều bị TSM bắt bài hoàn toàn. Thứ nhất là Jesse anh ta bị bắt ở ngay giai đoạn đầu trận luôn, vừa mới lên cái giày mất tốc biến một cái là bị bắt. Còn Wonder anh ta không thể nào đi lên được với Honda, bởi vì sao? Cái tình huống mà dứt điểm được Kobe khu vực đường giữa, nó khiến cho tập thể TSM đẩy thẳng vào khu vực đường giữa và không thể nào chia cửa ra đẩy được nữa, buộc phải co cụm lại để thủ. Và khi co cụm không có chống chịu thì chắc chắn bạn sẽ rất dễ bị làm gỏi. Đúng, ngay khoảng thời gian thấy cái kiếm thể tặc kiểu như là TSM đáp trả này thì Gumbo dành đó rất khó khăn, xuất hiện một cái chưa kịp làm gì hết là đã gãy rồi. Đó là BTSM dứt điểm vị trí của Wonder như sân khấu tử thần, bắn rất ráng. Và Double Leap đang có một tình huống solo kill nhẹ và copy, cần một phát tốc biến đánh thường và ta vừa làm điều tôi nói rất tuyệt vời, đó là xạ thủ của TSM. Một pha hơi thiếu tí sát thương đến được Kobe, có vẻ như là hình như là trước đó tình huống hồi máu của anh ta cũng chưa hồi lại, nhưng Double Leap thì có, cho nên là người chiến thắng. Và bây giờ Hauser có na khổng lồ lẫn hồ máu né sát thương, đó là copy chứ sau đó là vị trí của Senkes. Nhưng đội hình của bạn mà cứ tan rã như thế này thì những cái nhà lính ai bảo vệ nó đây? Không ai cả. Đường dưới có rồi, đường giữa có là bây giờ chạy lên đường trên. Vâng, và sẽ là ba cửa. Senkes bị làm choáng, anh ta bị giữ chân lại nhưng hơi trâu nha. Trâu nhưng mà người đằng sau thì mỏng manh hơn, nó là Jesse đánh đu lên rất vào đâu đây bạn. Sit down rồi, lao vào đó là vị trí của Hauser và anh ta tắt điện được. Chứ không, chính xác là Wonder đã tắt điện vị trí của Double Leap. Chính xác là Wonder anh ta đã lao vào tuyến sau và dứt điểm vị trí của Double Leap, nhưng nó không quan trọng nữa. Đúng, bởi vì TSM vừa thì bay một đoạn nó sắp bay rồi, họ sắp có vé để đi về châu Âu. Chính xác là có rồi, 4 trận thất bại. Đúng, họ đã đi về châu Âu của mình rồi. Và TSM tiễn những người bạn châu Âu về nước bằng chiến thắng vô cùng thuyết phục của mình. Họ thắng ngay từ những phút đầu tiên, ngay từ cái thời điểm cũng là nó quá nhiều trong ván đấu này, khi mà vị trí của Elite lên dàn cơ động.
Một chiến thắng tôi nghĩ rằng đã nằm trong dự đoán của các thành viên Team Slovis. Họ không có gì bất ngờ cả. Họ rất bình tĩnh trong cái tình huống tháo headphone của mình. Thì đây là một chiến thắng tôi nghĩ rằng cũng ổn. Tôi nghĩ rằng nó nằm trong sự đánh giá của rất nhiều chuyên gia. Nhưng tiếc cho khu vực châu Âu. Mình cảm giác bây giờ tiếc cho khu vực châu Âu khi mà Spy đã chính thức không còn vé để đi tiếp được rồi, chỉ còn vị trí của HUK mà thôi, đại diện duy nhất. Còn đối với bảng C thì mình nghĩ tôi vẫn còn được rất nhiều trận đấu đang chờ lại các bạn phía sau, và chúng tôi sẽ trở lại khi những trận đấu đó được chính thức đọc. Coming into Worlds, we see them here, we saw the domination, 24-6 in kills. But another win with a lot of comfort picks here for TSM, not challenged really in pick and ban. Syndra on Bjergsen, double in Jhin. It's an interesting story for TSM here at Worlds.